Nếu mà không có thì họ cho chút muối hay là chút nước tương hay là cái rau gì đấy thì mình dùng, còn không có thì mình ăn cơm không. Chúng ta giờ đi là thành ngủ đâu? Ăn ngủ ở nghỉ địa với lại nhà trống với lại cái nhà hoang người ta bỏ đấy, hay là có cái nhà kho hay là cái công viên hay là cái gì mà tránh mưa được, hay là vắng vẻ mà không có ai làm phiền mình mà thấy yên tĩnh như thế, rồi tối họ nghỉ hết rồi con nghỉ rồi con đi sớm. Nếu mà làm được thì phải cực khó. Con đấy là ở đời là không có cái gì khó cả, nhưng mà mình kiên trì để mình tập hay không. Bác Hồ cũng nói mà, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Vô ngã thì tất cả mọi cái là mình biết là vô ngã là không phải của mình, không phải ngã bạn này. Giờ ai nói là của mình là có ngã đúng không? Wow. Thì mình nói là cái thân này tôi không già nữa, nhưng mà hắn cũng tự hết già, tự hết chết. Nếu mà của mình á thì mình nói đừng có chết nữa, đừng có bệnh nữa, nhưng mà hắn là không phải của mình nên là mình nói không được, mình điều chỉnh không được. Cái này là của người, của cái quy luật vô thường nó như thế, mình không điều chỉnh được là không phải của mình, điều chỉnh không phải vô thường của mình nữa. Nó là do lục căn lục trần đấy, do cái là không thuộc về của mình được thành vô ngã, mình không điều chỉnh được cái hành vi này. Vâng. Giờ anh mà nói là cái thân này là của tôi là vô thường thì mình nói đừng có già nữa, đừng có chết nữa, nhưng mà anh vẫn già chết thì không phải theo mình thì nó là vô ngã. Nếu mà một người nào nói tôi không bệnh, không già chết, không sanh ra nữa thì mình phải tu tập, thì khi đó là khi mà mình tu tập vượt qua cái ngã thì nó thành vô ngã. Vô ngã là không phải sanh già chết, thì khi đó nó không vô ngã ở trong đấy, nó vô ngã. Không, ý con hỏi là cái ngã nó từ đâu mà nó sinh ra ấy? Cái ngã này từ tham sân sinh ra, tham sân si sinh ra ngã này. Nếu mà hết tham sân si thì nó không có ngã, không tham nữa. Chẳng hạn như giờ cái ngã mạn này là nói tôi hơn, yeah, tôi thua hoặc là tôi bằng, hay là ngã mạn tăng thượng mạn, hay là ngã mạn tôi như thế này, như đẹp người kia xấu, yêu ghét giận hờn, tất cả tham sân si đấy sinh ra ngã. Ngã mạn này, ngã này cho chấp thủ tôi là chấp thân, thì khi đó nếu mà mình vượt qua cái này thì mình không có ngã nữa, thành vô ngã. Hiện tại mình không điều chỉnh được. Con đọc kinh Phật họ nói là cái tâm, cái ngã là do lục thức nó sinh ra, tức là tức cũng nằm ở trong tham sân si cả, khi tức là các căn này tiếp xúc với lục căn lục trần tiếp xúc với nhau nó mới sinh ra tham sân si. Vâng, đúng rồi. Nếu mà không có cái này thì nó không có tham sân si. Nếu mà đời một người mà không, cho dù lục căn lục trần tiếp xúc mà nó không khởi lên tham sân si thì nó không có cả, tất cả đều do ái thích ái thương ghét yêu ghét ở trong đó, rồi dẫn đến tham ái, tham sân hận theo, rồi si mê trong, rồi thế thành ra ngã mạn. Cái ngã của mình ai mà tiêu diệt tham sân si thì ngã mạn cũng tiêu diệt luôn. Cái ngã là nó có cái tôi thì nó sinh ra nguồn gốc từ vô minh mà gây ra. Vô minh là bản chất của nó là tham sân si. Vô minh là không biết cái đấy đúng không ạ? Vâng, là si mê đấy. Dạ. Không hiểu biết theo đường lối, theo cái gì cả, đó là vô thường, khổ vô cả. Chứ mà để đó là nói lý thuyết là như thế, nhưng mà tự mình chứng được, tự mình xác chứng nghiệm được, thấy được rõ như thế, mình làm được đó thì cả một vấn đề phải đi theo tập học nhiều, vô võ xả võ cuộc đời, thì khi đó cái xấu thiệt đặt cái đàn đó. Rồi như con nói là con nói theo kinh sách, cái sự hiểu biết của mình đấy, nhưng mà thực hành không hiểu biết được thì đấy học qua kinh sách. Trò chuyện với sư cũng đã lâu thì coi như con cũng có duyên với sư. Dạ, sư có thể cho con biết được pháp danh của sư được không ạ? Dạ, con có cái pháp danh là Thích Minh Tuệ. Dạ thưa sư, thì sư có thể chia sẻ thêm cho con được biết thông tin là trước đây sư xuất gia ở chùa nào hay là ở tỉnh xá nào được không hả sư hen?
À, trước thì con nói chung ở chùa thì con ở cả chùa với tỉnh xá, nhưng mà thôi con đi như thế này rồi con không muốn nói chùa nữa. Dạ. Vì khi con đi như thế này rồi nói rồi làm ảnh hưởng tới họ. Dạ thưa sư, thì những gì sư đã chia sẻ thông tin cho con thì con cũng được biết là sư đang đi du tăng. Vậy trên đường đi du tăng lần này sư cũng có duyên với con và con cũng có duyên với sư, thì sư có thể chia sẻ cho con một vài thuyết pháp nào thật là hay để con chia sẻ lại cho quý bà con cô bác mà đang xem trên kênh YouTube của Tình Vlog được xem lại những bài thuyết pháp. Học đọc thôi, học đạo đức, đi học cái đạo đức với rèn luyện sức khỏe, đi bộ thôi chứ con không có mục đích gì cả. Dạ. Con đi như thế này con cũng không vì mục đích là thuyết pháp giảng đạo gì cả, con chỉ có mong là để học tập được cái đạo đức, cái sức khỏe thôi. À. Cho mình để sống có cái thời gian mình sống như thế này, mình học tập được cái lời dạy của Đức Thế Tôn dạy thôi. Làm tuy là học không hết nhưng mà được một phần nào đó nhỏ nhỏ là cũng được rồi. Dạ. Dạ thì trên đường đi con cũng quan sát sư, con thấy sư không có mang bát mà lại mang một cái thùng. Dạ sư có thể chia sẻ giúp cho con được biết cái thùng này là như thế nào? Dạ, cái này là cái hộp sơn con nhặt được ở giữa chỗ nghĩa địa để con đi đựng cái nước với lại đựng cái thức ăn cơm. Dạ kính thưa quý vị khán giả, thì để Tình chia sẻ thêm thông tin cho quý vị khán giả được biết dạ thì Phật giáo Nguyên Thủy hay còn được gọi cái tên là Theravada, thì việc mỗi nhà sư đi khất thực thì sẽ nhận được cái đức hạnh rất là cao quý theo lời dạy của Đức Phật, Đức Thế Tôn. Vì vậy mỗi nhà sư sẽ có được một cái bát để đi khất thực hàng ngày đó thưa quý vị. Trước các con cũng có cái bình bát, nhưng mà cái bình bát đó thì người ta có thể lấy được, cái này thì nó nhiều. Dạ. Họ mà lấy cái này thì con có cái khác, con đầy nhặt được cái khác hoặc là con xin cái khác thì họ rất là sẵn. Dạ. Nhưng mà cái bình bát hay là cái gì thì con không cần biết, nhưng mà chủ yếu là cái tâm mình thôi. Dạ thưa sư, hành trình mà sư đi du tăng hàng ngày thì sẽ tốn rất là nhiều calo, bởi vì một ngày sư đi rất là nhiều, mà cái việc khất thực thì sư chỉ đi được vào mỗi buổi sáng. Vậy thì mỗi ngày sư sẽ dùng mấy cữ cơm và sư dùng vào giờ nào và giờ nào, sư có thể chia sẻ cho quý vị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Tình Vlog được hiểu rõ hơn về cái việc hành trình đi du tăng của sư ạ. Dạ con cái đấy từ khi mặt trời mọc lên vào buổi sớm, phần duyên chỗ nào thì có chỗ nào họ bố thí thì con đổ thức ăn, khi nào thì con ăn khi đó. Dạ. Nhưng mà chỉ có trước 12 giờ thôi, sau 12 giờ là con không ăn nữa. Dạ. 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 Thưa sư, thì trên cuộc hành trình của sư thì chỉ tất cả các thức ăn chỉ gói gọn trong mỗi cái thùng này, dù ăn hay uống cũng trong mỗi cái thùng này phải không sư? Con có cái nguyện là ăn trong cái bình với uống trong cái bình đó. Dạ. Dạ. Dạ sư ơi, từ ngày sư đi du tăng thì sư có nhớ là mình đã đi mất bao nhiêu ngày rồi không hả sư hen? Dạ con đi không biết bao nhiêu ngày, nhưng mà đợt đấy con đi là cỡ mùng 7, mùng 8 chứ. Bữa nay không biết ngày bao nhiêu. Dạ sư, thì lúc nãy con cũng quan sát là thấy sư có một cái nhíp á sư. Vậy thì cái nhíp á sư để làm gì vậy hả sư? Sư có thể chia sẻ giúp con hen. Cái này có nhiều tác dụng, con có thể là nhổ gai hay là nhổ rau hay là làm móc tai chẳng hạn. Dạ. Lông mũi, nhiều thứ lắm. Dạ, có thể là thuận tiện ở trên đường cho mình sử dụng, đi mà gặp dẫm cái gai mình có thể gấp ra được. Dạ, nó cũng không có cái gì cả. Dạ thưa sư, sư cũng đã chia sẻ cho con rất là nhiều thông tin trên đường đi du tăng của sư, và con cũng đã chia sẻ lại cho quý vị khán giả của con được biết trên kênh YouTube của Tình Vlog. Dạ thì một điều làm con rất là bất ngờ và rất là thắc mắc và cảm thấy một cái gì đó cảm thấy mình có lỗi, bởi vì sư lại có cách xưng hô với con là con, xưng con với Tình đây. Lẽ ra cái người xưng con phải là con xưng với sư Minh Tuệ đây. Vậy thì sư có thể giải thích cho con tại sao sư lại có cách xưng hô như vậy ạ? Dạ con xưng con là con là nhỏ bé một người, con không phải là sư, không phải là thầy gì cả, con là một người bình thường, người công dân Việt Nam đi học theo lời dạy Đức Thế Tôn thôi. Với lại con cũng cầu mong rằng con mong cho kêu như anh là con cũng mong cho anh sau này thành Phật, rồi để được con kêu là con, để con đi theo con học, tại vì sống ở trong này bây giờ con tu hành, có khả năng là anh chưa tu hành nhưng mà mai mốt anh lại tu hành thành Phật sớm hơn cũng nên là cái đó chuyện kêu đấy là nó không có ảnh hưởng gì cả, nó không có việc gì, nhưng mà cái đấy là cũng một lời mong muốn anh có thể là đạt được cái sự xứng đáng để cái phong lực thành Phật hay là thành một vị sư, vị thầy giỏi hơn con.
để chứng đáng con được đi theo để con học, ai mà cũng được như thế thì rất là tốt. Dạ, thưa quý vị khán giả, hôm nay ngồi tại đây được sư Minh Tuệ chia sẻ những cái pháp, những cái chân lý. Quý vị khán giả cứ nghĩ nó đơn giản nhưng thật sự nó rất là hay và rất là sâu sắc. Dạ thì hôm nay nhân cơ hội thì Tình cũng chia sẻ cho quý vị khán giả được biết thêm về pháp phục được đắp y của các vị sư Nam Tông. Thường thì các vị sư Nam Tông thường hay nhặt những mảnh vải ở ngoài bãi rác, ống cống hoặc là trong thùng rác. Tuy nhiên, những mảnh vải mà quý giá nhất vẫn là những mảnh vải quấn xung quanh thi thể người đã mất, rồi sau đó về đan lại thành một bộ pháp phục đắp y. Rồi sau đó, các vị sư thường hay nhộm bằng vỏ cây để có cái màu vàng đó thưa quý vị. Tuy nhiên, cái phương pháp mà bí truyền nhộm pháp phục thì đã bị thất truyền từ lâu. Vì vậy, các nhà sư đắp y thường thì không có, các bộ y không có màu vàng đó thưa quý vị. Và các vị sư Nam Tông thì thường hay ẩn tu hoặc là tu tại gia hoặc là thích đi du tăng như vậy đó thưa quý vị, bởi vì không thích ở trong cốc, không thích ở trong chùa. A Di Đà Phật. Mỗi người có một cái căn duyên, mỗi người một cái ước nguyện, không phải ai cũng giống ai cả. Tại vì có người thì người ta hướng tới xây chùa hay là thành lập tu xứ để người ta giảng, người ta hỗ trợ cho Phật tử nhiều hơn. Có nhiều người thì người ta lại hướng đến con đường rừng núi hay là sống lang thang, độc cư một mình. Không phải ai giống ai cả trên cái thế giới này, cái xã hội này thì tùy theo căn duyên thôi. Vị nào muốn học hành như thế nào thì học, hay là muốn thực hiện gì thì đều theo ý nguyện của họ cả. Chứ mình không có thể là bắt phải họ như thế này thế kia gì cả. Dạ thưa sư, thì ngày hôm nay con gặp được sư trong cái chuyến hành trình đi du tăng từ Nha Trang đến đất mũi Cà Mau. Và khi cái chuyến hành trình của sư kết thúc thì sư có mong muốn là mình có được một cái cốc hoặc là có một cái tỉnh thất để cho cái việc tu tập được tốt hơn không anh sư? Để làm một vị tùy chủ trì với lại xây chùa to Phật lớn đó, tùy theo duyên của họ, cái phước của họ họ mới có. Như con là nghiệp nặng, phước ít nên là con phải đi như thế này để con còn học tập đạo đức đã. Khi nào mà đủ phước đức á, thì con như thế nào thì không biết, nhưng mà những cái vị như thế thì họ là ở một chỗ thì họ đầy đủ phước đức thì họ mới có như thế đâu. Dạ. Không phải là ai cũng như thế được cả. Cái phước hành đức của họ, cái phước của họ, dạ, có khả năng là họ tu nhiều đời, nhiều tiền kiếp ấy rồi giờ họ có cái đó, hay là dạ, có khả năng là đời này họ tu nhiều rồi, cái đấy mình không biết được quá khứ và vị lai của họ. Tại vì sống như thế nào mình cũng không biết, không cần biết đâu là đúng, đâu là sai cả. Mình làm sao mà mình sống đừng có hổ thẹn với lương tâm, với lại đừng có hại ai cả. Sống hiền thiện là được rồi, đừng có lừa đảo. Nếu mà con không đi như thế thì con không bao giờ gặp anh với mọi người ở đây. Tại vì trên đất nước Việt Nam này, không phải đất nước Việt Nam, các nước khác nữa, đều là con người cả, đều là có tình thương, đều là con người. Nếu mà mình có đủ duyên phước hay không thôi, nếu mà đủ duyên phước thì mình đều sống với họ. Dạ thưa sư, trên cái chuyến hành trình du tăng từ Nha Trang đến đất mũi Cà Mau, vậy thì trên đường đi sư đã nhận được những ý kiến cũng như là những cái phản hồi của quý bà con cô bác dành cho sư như thế nào, sư có thể chia sẻ giúp cho con cái thông tin đó. Rồi nhiều người thì họ khen có, họ chê có, họ chửi có, họ nói có, nói chung là đủ thứ à. Dạ, là họ khen có, họ chê có, họ dạ, chửi là cũng có ha. Dạ, họ chửi cũng có, họ nạt nộ đòi bắt cũng có. Nói chung là ở trên đời này thì cái nào cũng có, con dạ, cũng gặp qua cả. Nhưng mà mình cho dù họ có nói gì nhưng mà mình vẫn mỉm cười, mình vẫn mong cho họ sống được hạnh phúc vui vẻ. Dạ thưa sư, trên cái chuyến du tăng lần này thì sư cũng có đi khất thực, vậy thì trên đường đi khất thực thì sư có nhận tiền hay không sư, cũng như là mỗi buổi tối thì sư phải ngủ ở đâu, cũng như là cái giờ giấc sinh hoạt tắm rồi cái giờ giấc để sư thiền như thế nào, sư có thể chia sẻ lại cho con cũng như quý vị khán giả được biết thêm về thông tin ạ. Con nước lọc thì dùng được. Dạ. Rồi người ta cho tiền mình có lấy không thầy ha? Không, con không có nhận tiền. Dạ. Con cũng không có đi xe, đi bộ được đến đâu hay tới đó. Dạ. Xin được chỗ nào thì con nghỉ tới đó rồi mai con đi tiếp. Nói chung từng ngày thôi là đủ với con rồi. Đến cái chỗ nào thì họ có thể là cho mượn cái tấm cắt tông chẳng hạn, hay là cái gì trải sơ sơ rồi nghỉ qua đêm. Con thì vẫn còn nhiều thứ con để học tập lắm, con học chưa xong được, con còn chưa học hành được tới đâu cả, còn nhiều lắm. Dạ. Đầy rẫy ở phía đấy, con phải tranh thủ học nhanh mới được. Dạ.
Dạ kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay Tình rất là may mắn bởi vì ngồi đối diện với Tình đây chính là Sư Minh Tuệ đã chia sẻ về cái chuyến hành trình du tăng từ Nha Trang đến đất mũi Cà Mau, cũng như là Sư Minh Tuệ đã chia sẻ thêm cho quý vị khán giả được biết về cái việc đi cúng dường cho các vị sư như thế nào là cho đúng theo lời dạy của Đức Phật, Đức Thế Tôn để tránh những kẻ gian trục lợi từ cái việc đi khất thực đó thưa quý vị. Dạ thì trên đường từ Nha Trang đến đất mũi Cà Mau thì Tình cũng rất là muốn ứng tống bị Sư Minh Tuệ đi xuống đất mũi Cà Mau. Tuy nhiên Sư Minh Tuệ thì không sử dụng tiền cũng như là không có dùng vật chất, thì trên đường đi Tình chỉ biết ứng tống bằng cách là kính mong quý vị khán giả trên đường đi mà thấy được Sư Minh Tuệ thì hãy cúng dường cho Sư Minh Tuệ những bát cơm, những chai nước để Sư Minh Tuệ sớm hoàn thành cái chuyến du tăng của mình.